Chúa ơi, chúng con cảm ơn Chúa cho sự dẫn dắt của Chúa, cho sự khôn ngoan thiên thượng mà Ngài đã bày tỏ ra trên đời sống của chúng con. God, we praise you because you lead us, Lord, and you guide us in the direction that we're supposed to go. Chúng con ngợi khen Chúa vì Ngài dẫn dắt chúng con và Ngài đang hướng chúng con đi về hướng mà Chúa Ngài muốn chúng con đến. God, tonight we follow after you, Lord, and we focus and fix our eyes on you. Và Chúa, tối hôm nay chúng con quyết tâm theo sự dẫn dắt của Ngài. Là Chúa, chúng con tập trung vào chính mình Ngài ở trong buổi tối hôm nay. Lord, it's all about you. Chúa ơi, vì tất cả là cho Chúa và vì Ngài. And we praise you, Lord. Chúng con ngợi khen Chúa. We praise you in Jesus' name. Chúng con ngợi khen Ngài và chúng con cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu. Amen. Louder in the unbelief, sing a little louder.
a melody, sing a little louder. And heaven comes to fight for me, sing a little louder. In the presence of my enemies, sing a little louder. And louder than the unbelief, sing a little louder. My weapon is a melody, and sing a little louder. And heaven comes to fight for me, sing a little louder. And I'm gonna sing in the middle of the storm, and louder and louder, you're gonna hear my praises roar. And up from the ashes, hope will arise. And death is defeated, the King is alive. Sing it again. And I'm gonna sing in the middle of the storm, and louder and louder, you're gonna hear my praises roar. And up from the ashes, hope will arise. And death is defeated, the King is alive. And I'll raise a hallelujah. 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 Bless the Lord, oh my soul, and oh my soul, and worship His holy name. Come on, sing it out. Sing like never before, and oh my soul, I'll worship Your holy name. Bless the Lord, and bless the Lord, my soul, oh my soul, and worship His holy name. Sing like never before, and oh my soul, I'll worship Your holy name. The sun comes up, and the sun comes up. It's a new day dawning. It's time to sing Your song again. And whatever may pass, and whatever lies before me, let me be singing when the evening comes. Bless the Lord. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul, worship His holy name. Sing like never, sing like never before, and oh my soul, and I'll worship Your holy name. Bless the Lord, and bless the Lord, oh my soul, oh my soul, worship His holy name. Sing like never, sing like never before. And oh my soul, and I'll worship Your holy name. You're rich in love. You're rich in love, and You're slow to anger. Your name is great, and Your heart is kind. And for all Your goodness, I will keep on singing. 10,000 reasons for my heart to find. So bless the Lord. Oh, bless the Lord, oh my soul. Oh, my soul, and worship.
worship His holy name. Sing like never, sing like never before. And oh, my soul, and I'll worship Your holy name. Come on, sing it out. Bless the Lord and bless the Lord, oh my soul, oh my soul, and worship His holy name. Sing like never, sing like never before. And oh my soul, and I'll worship Your holy name. Bless the Lord and bless the Lord, oh my soul, oh my soul, and worship His holy name. Sing like never before, oh my soul, and I'll worship Your holy name. Better is one day in Your courts, better is one day in Your house, better is one day in Your courts than a thousand elsewhere. And better is one day in Your courts, better is one day in Your house, better is one day in Your courts than a thousand elsewhere. Better is, 'cause better is one day in Your courts, better is one day in Your house, better is one day in Your courts than a thousand elsewhere. Sing that again. And better is one day in Your courts, better is one day in Your house, better is one day in Your courts than a thousand elsewhere. My heart, and my heart and flesh cry out for You, the living God. Your Spirit's water for my soul. And I tasted and I seen, come once again to me. And I will draw near to You, I will draw near to You. My heart and my flesh, my heart and flesh cry out for You, the living God. Your Spirit's water for my soul. And I've tasted and I've seen, come once again to me. And I will draw near to You, I will draw near to You. Better is one day in Your courts, and better is one day in Your house, better is one day in Your courts than a thousand elsewhere. Better is one day in Your courts, better is one day in Your house, better is one day in Your courts than a thousand elsewhere. 'Cause better is one day, just one day, better is one day than a thousand elsewhere. 'Cause better is one day, just one day, better is one day than a thousand elsewhere. 'Cause better is one day in Your courts, better is one day in Your house, better is one day in Your courts than a thousand elsewhere. And better is one day in Your courts, better is one day in Your house, better is one day in Your courts than a thousand elsewhere, than a thousand elsewhere. Thank you.
enter the holies. And I enter the holy of holies. And I enter through the blood of the Lamb. And I enter to worship you only. And I enter to honor I am. Lord, I worship. Lord, I worship you, and I worship you. Lord, I worship, and Lord, I worship you. I worship, and I worship you, and for your name is holy. Through the blood of the Lamb, and I enter to worship you only, and I enter to honor I am. And Lord, I worship you, and I worship. Lord, I worship. Lord, I worship you. I worship you. For your name is holy. Holy.
All blessing and honor and glory, power to it.
throne and let heaven come. 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 And Father, yours is the kingdom, yours is the power, yours is the glory. Yahweh and Rapha and Elohim.
Day and night,
night and day, let incense arise. Day and night, night and day, let incense arise. Sing it again. In day and night, night and day, let incense arise. In day and night, night and day, let incense arise. Day and night, night and day, let incense arise. Day and night, night and day, you are worthy of it all. You are worthy of it all. For from you are all things, and to you are all things, and you deserve the glory. To the Lord, all the earth, let us sing. Power and majesty, praise to the King. The mountains bow down and the seas will roar at the sound. Joy at the work of your hands. Forever I'll love you, forever I'll stand. And nothing compares to the promise I have in you. Mountains bow down and the seas will roar at the sound of your name. And I sing for joy at the work of your hand. Forever I'll love you, forever I'll stand. And nothing compares to the promise I have in you. See, my Jesus, my Savior. My Jesus, my Savior. Lord, there is none like you. And all of my days, and I want to praise of your mighty love. My comfort, my shelter, tower of refuge and strength. Oh, let every breath and all that I am never cease to worship. Lord, shout to the Lord, all the earth, let us sing. Oh, power and majesty, praise to the King. Oh, mountains bow down and the seas will roar at the sound, at the sound of your name. And I sing
for joy at the work of your hands. Forever I love you, forever I stand. And nothing compares to the promise I have in you. Say it again, my Jesus, my Savior. Everything bows at your name. Lạy Chúa, tất cả đều phải cúi đầu trước danh của Ngài. Including us, Lord. Chúng con nữa. God, we stand here in awe of who you are, Lord. We are amazed of who you are. Lạy Chúa, chúng con đứng đây hết lòng tôn thờ, chiêm ngưỡng sự vinh hiển của Chúa và sự vĩ đại của Ngài. Could we call on your name? Lạy Chúa, chúng con kêu cầu danh Ngài. Knowing that you answer. Biết chắc rằng Chúa đáp lời. We call on your name.
Chúng con kêu cầu danh Ngài. Knowing that mountains move, Lord. Biết rằng núi cũng phải dời đi. And we praise you, Lord, for who you are. Chúng con ngợi khen Chúa vì Ngài vĩ đại và là ai. Thank you, Jesus. Cảm ơn Chúa Giêsu. We praise you, Lord. Chúng con ngợi khen Ngài. In Jesus' name. Trong danh Chúa Giêsu. Amen. 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 Church, you may be seated. Hội thánh xin mời hội thánh ngồi. Amen, church. What a time of worship. Cảm ơn Chúa, hội thánh. Thật là một thời giờ rất là phước hạnh để chúng ta thờ phượng Chúa. I'm in awe truly of what God is doing here. Thật lòng tôi hết sức là kinh ngạc với những điều mà Chúa nghe làm ở tại đây. As we worship, trong lúc chúng ta thờ phượng, as we trust in Him, trong lúc chúng ta tiếp tục đặt lòng trông cậy Chúa, tin cậy Chúa. I know that He can do all things. Tôi biết chắc rằng Ngài là đấng có thể làm mọi sự. My faith is in Him. My faith is in who He is. Đức tin của tôi đặt nơi chính Chúa và Ngài là ai. That's the best place to put your faith. Đó là cái chỗ tốt nhất mà chúng ta có thể đặt lòng tin của mình. It's the best place where you can put your life is in His hands. Điều tốt nhất mà chúng ta có thể làm đó là đặt cuộc đời của mình trong tay Chúa. Lord, right now we give it all to you. Lạy Chúa, trong thời gian này chúng con dâng tất cả mọi sự ở trong tay Ngài. Honoring who you are. Chúng con tôn quý Chúa vì Ngài là ai. Praising you because you are such a good God. Ngợi khen Chúa vì Ngài thật là một Đức Chúa Trời tốt lành. You never let us down, Lord. Không bao giờ làm cho chúng con thất vọng. You never let us down. Không bao giờ thất hứa với chúng con. God, it is a privilege for us to be able to be in your presence. Thật là một đặc ân cho chúng con để được ở trong sự hiện diện của Chúa. It is a privilege, Lord. Chúa ơi, thật là một đặc ân cho chúng con. So I thank you. Cho nên con cảm ơn Chúa. I thank you. Con cảm ơn Chúa. Have your way in this place, Lord. Xin tự do hành động theo ý của Ngài tại đây. Thank you, Jesus. Cảm ơn Chúa Giêsu. Thank you. Cảm ơn Chúa. In Jesus' name. Trong danh Đức Giêsu chúng con cầu nguyện. Amen. Amen. It's such a powerful time to be with you all and to worship with you all. Thật là một thời gian hết sức là mạnh mẽ được ở đây với anh chị em để chúng ta cùng nhau thờ phượng Chúa. To know who we are in Christ. Chúng ta biết mình là ai ở trong Đấng Christ. To know who we are in Christ. Để biết mình là ai ở trong Đấng Christ. You have to know who He is. Thì chúng ta cần phải biết Chúa là ai. And you have to know how He's created us. Chúng ta phải biết cái cách mà Chúa Ngài đã dựng nên chúng ta. And to know that we've been created in His image. Biết rằng chúng ta được dựng nên theo ảnh tượng của Chúa. To know that we've been created by the God of this world. Chúng ta tạ ơn Chúa vì chúng ta được Đức Chúa Trời của trời đất vũ trụ này dựng nên chúng ta. It should give you this sense of purpose in your life. Một khi chúng ta biết được những điều đó, nó sẽ giúp cho chúng ta thấy rõ mục đích của đời sống của chúng ta. This is why it should give you this joy in your heart every day. Ở đây cái lý do mà chúng ta được Chúa Ngài dựng nên và sống ở trên đất này, nó phải là điều khiến cho chúng ta có một cái lòng vui mừng mỗi ngày. Because He's truly who we get to be like. Và Ngài chính là đấng mà chúng ta có thể được trở nên giống như Chúa mỗi ngày càng hơn. And because His Spirit lives inside of us. Bởi vì Thánh Linh của Chúa ngự ở trong mỗi chúng ta. Because we get this relationship with the Holy Spirit. Bởi vì chúng ta có mối liên hệ với Đức Thánh Linh. There are things in our life that we get to do now because of that. Thì có những điều trong đời sống chúng ta có thể làm được bởi vì tất cả sự chu cấp của Chúa và sự hiện diện của Chúa Thánh Linh ở trong cuộc đời chúng ta. And when we know our Father, when we get to speak to Him, when we get to
have this relationship with him. He begins to tell us every day who we are and how he's created us. Và khi chúng ta biết Chúa và chúng ta để Chúa Ngài phán dạy dẫn dắt chúng ta mỗi ngày, chúng ta ở gần Chúa, ở trong sự hiện diện của Ngài, thì chúng ta sẽ nghe được tiếng của Chúa phán dạy nhắc nhở chúng ta là chúng ta là ai ở trong Chúa và những điều Chúa Ngài dành cho chúng ta. I want us to look at this scripture. Tôi xin mời anh chị em chúng ta cùng xem phần Kinh Thánh này. Let's look at 2 Timothy chapter 1, but I want us to look at verse 7 and verse 8. Ở trong Timothy thứ nhì chương 1 là từ câu 7 cho đến câu số 8. It says, "For God has not given us a spirit of fear and timidity, but of power, love and self-discipline." Vì Đức Chúa Trời chẳng ban cho chúng ta tâm thần nhút nhát, bèn là tâm thần mạnh mẽ của tình yêu thương và dè dữ. So never be ashamed to tell others about our Lord. Vậy cho con chớ thẹn vì Ngài mà làm chứng cho những người khác. And don't be ashamed of me either, even though I'm in prison for him. With the strength God gives you, be ready to suffer with me for the sake of the good news. Đừng lấy sự ta vì cớ ở tù làm xấu hổ, nhưng hãy cậy quyền phép của Đức Chúa Trời mà chịu khổ với tin lành. When we see the conversation that Paul has with Timothy, chúng ta tới đây thấy câu chuyện giữa Phaolô và Timôthê. We see that Paul understands who he is. Thì chúng ta thấy rằng Phaolô biết ông là ai. And we understand that Paul is encouraging Timothy of the truth that Paul knows. Và chúng ta thấy ở tại đây, sứ đồ Phaolô đã khích lệ cho Timôthê với lẽ thật mà ông biết. So knowing who we are, nên khi chúng ta biết mình là ai, gives us confidence. Sẽ cho chúng ta một cái sức tự tin. And that's what I want to talk about right now. Ở đây là điều mà tôi muốn nói đến ở trong thời gian này. Is that for many of us, we don't have the confidence that the Lord wants us to have because we don't understand the truth that he has put in our lives. Đó là nhiều người trong chúng ta có thể chúng ta không có một cái sự tự tin, tin chắc về những việc chúng ta có thể làm bởi vì chúng ta chưa biết rõ những điều mà Chúa đã dành cho chúng ta và đã nói về chúng ta. And to be able to be confident and to be able to understand what it is that he wants us to have, you have to know who he is. Để chúng ta có thể có được cái sự tự tin này, thì chúng ta có thể dạn dĩ sống đúng như Chúa Ngài đã định cho chúng ta, thì chúng ta cần phải biết Chúa là ai. When you look at Paul's life and the confidence that he's able to have sitting in prison, khi chúng ta thấy ở đây cái sự tự tin hay là tin chắc vững chắc của sứ đồ Phaolô trong lúc ông đang ngồi trong tù lúc này, you see that he's not afraid, you see that he's not worried. Thì chúng ta thấy ở đây ông không lo, không sợ. He's confident in the Lord that we serve, who will pull through for us, who will provide for us, who will make a way. Vì ông tin chắc rằng Đức Chúa Trời mà của ông cũng như Đức Chúa Trời mà chúng ta thờ phượng chắc chắn có quyền để có thể đưa ông đi xuyên qua những cái thách thức, những sự khó khăn này. Do you have that kind of confidence in your Lord? Anh chị em có cái lòng tin vững chắc như vậy đối với Chúa của mình không? In verse 7 that we just read, it says, "For God has not given us a spirit of fear." Và trong câu số 7 chúng ta vừa mới học, chúng ta thấy nhắc chúng ta vì Đức Chúa Trời chẳng ban cho chúng ta tâm thần nhút nhát. And not to be timid. Để chúng ta đừng nhút nhát. But of power. Nhưng mà hãy có một tinh thần mạnh mẽ. Love. Đầy tình yêu thương. And self-discipline. Và dè dữ. And if you look at these things and if you feel like in your life you can't check these things off in your life, then there's something that you're still not knowing about what God is trying to tell you in your life. Thì chúng ta chưa thấy trong đời sống của chúng ta có một tâm thần mạnh mẽ, đầy tình yêu thương và một cái tâm trí minh mẫn, thì chúng ta biết rằng mình còn thiếu, còn chưa nhận hết tất cả những gì Chúa Ngài đã định cho chúng ta và Ngài đã phán với chúng ta. When we look at the life of Jesus, chúng ta nhìn vào trong đời sống của Đức Chúa Giêsu, and we see the confidence that he has as he's on this earth. Và chúng ta thấy rằng Chúa Giêsu bước đi trong cái lòng tin vững chắc, một cái sự tự tin khi Ngài bước đi ở trên đất này. It's because he knows what the Father says about him. Bởi vì Ngài biết chắc và
biết được những điều mà Chúa Cha đã phán về Ngài. He knows the plan and purpose that the Father has for his life. Và Ngài cũng biết được cái kế hoạch và mục đích mà Đức Chúa Cha đã dành cho Ngài ở trong thánh vụ của Ngài. I believe that why many people aren't confident. Tôi tin rằng có nhiều người không có cái sự tự tin này. Is that they don't live in this truth. Là lý do là bởi vì họ không sống ở trong cái lẽ thật này. And those that are timid, those that are that shy away from spreading the gospel or walking out the power and authority God has given us is because there's some truth that you don't know yet. Có những người nhút nhát không dám chia sẻ về niềm tin của mình và nói về Chúa là bởi vì chưa có một cái lòng tin chắc và dặn dĩ tự tin bởi vì mình là ai ở trong Chúa và biết Chúa có thể làm gì. You know, there are days that I look in the mirror. Có những ngày mà tôi đứng và tôi nhìn vào trong gương. As I'm getting ready to go to church or getting ready to go through my day. Chuẩn bị sẵn sàng để đi nhà thờ hoặc là bắt đầu một ngày trong đời sống của tôi. And there's something that I've stuck on my mirror. Thì có một cái điều mà tôi có một cái vật mà tôi bắt ở trên cái gương của mình. And it was a letter that I got from leadership last year. Đó là tôi nhận được cái lá thư từ nơi những người lãnh đạo của năm ngoái. And just on the first line, trong cái câu đầu tiên, the first line says, it just says something along the lines of Pastor Sam. Và trong cái câu đầu tiên đó là Mục sư Sam. We're blessed by what God is doing through your life. Chúng tôi rất là được phước bởi những gì Chúa ngài làm xuyên qua đời sống của mục sư. And we know that this is what God has called you to. Và chúng tôi biết rằng đây chính là điều mà Chúa ngài đã gọi mục sư. I walk in the confidence that I have at church and in life because without what I know from my heavenly Father, without what he speaks to me through his Spirit, I would walk aimlessly. I would walk shy and scared. I would be without the boldness that I have every day. Tôi biết rằng tôi có thể bước đi một cách dạn dĩ trong đời sống của mình vì biết những gì Cha của tôi trên trời nói về tôi. Còn bằng không thì tôi sẽ bước đi một cách không mục đích, không hướng đi và nhút nhát so với những việc mà Chúa ngài gọi và muốn tôi thực hiện. And one of the things that I want us to remind ourselves every day is this is I am a child of God. Và điều mà tôi muốn khích lệ anh chị em nhắc nhở với chính mình mỗi ngày đó là hãy công bố tôi là con của Đức Chúa Trời. Knowing that we are children of our heavenly Father means that we are heirs to his kingdom. Và chúng ta biết rằng chúng ta là con cái của Đức Chúa Trời thì chúng ta cũng là những người thừa hưởng thiên đàng. And we know that we have an inheritance that others don't have because they don't accept him as a father. Vậy biết rằng chúng ta có một cái gia tài rất là lớn ở trong Chúa bởi vì chúng ta tiếp nhận Ngài trong khi những người khác không có được. Lý do là bởi vì họ không đón nhận Chúa và gia nhập vào trong gia đình của Ngài. One of the biggest truths that you have to know to live out every day is that you are loved, you are truly loved by Christ. Và anh chị em cũng một lẽ thật hết sức quan trọng mà chúng ta nó sẽ giúp đỡ chúng ta trong cuộc sống mỗi ngày. Đó là chúng ta cần nhận biết và tin chắc rằng chúng ta được Đấng Christ yêu chúng ta. And to be loved by Christ means that we have all of the things that we need. Một khi chúng ta biết được điều này là chúng ta được Chúa ngài yêu thương, Đấng Christ yêu thương chúng ta, thì chúng ta cũng biết chắc rằng mình đã có tất cả những gì chúng ta cần. And that we're blessed. Và chúng ta là những người được phước. That he truly has the best life for us. Đó là Chúa thật sự có một cái đời sống tốt đẹp nhất dành cho chúng ta. And when you can understand this truth, một khi chúng ta hiểu được lẽ thật này, and when you can walk in this confidence, và khi chúng ta có thể bước đi ở trong cái sự tự tin vững chắc này, you'll begin to shine for the Lord. Thì chúng ta sẽ tỏa sáng cho Chúa. People that aren't confident, có những người không có cái sự dạn dĩ. People that don't know the plans that God has for their life. Có những người không biết được cái kế hoạch của Chúa cho đời sống của mình. You can see when they're lost. You can see when they shy away. Thì chúng ta có thể thấy được khi họ bị lạc mất, lạc bước, cũng như là đã nhút nhát mà tránh xa những cái điều mà Chúa ngài gọi để làm, để thực hiện. But that can't be us.
Và cho chị em, điều đó không thể áp dụng cho There's chúng ta. There's a world out there. There are people out there that need to see those that are confident in knowing who their Heavenly Father is and also who He says we are. Thế giới ngoài kia đang cần thấy những con người có một cái lòng tự tin vì biết mình là ai và cha của mình ở trên trời là ai để có thể sống một cách dạng dĩ trước mặt những người trong thế gian này, thế nhân đang quan sát đời sống của chúng ta. When you're confident, khi chúng ta vững tin in knowing who you are in Christ, và biết chắc mình là ai trong Đấng Christ, without hesitation, thì chúng ta sẽ không có cái gì để chần chờ. You'll be that extension of Christ. Chúng ta sẽ làm cánh tay nối dài cho Đấng Christ. How many of you are good swimmers in this place? Có bao nhiêu người trong chúng ta là những người bơi giỏi ở tại đây? Not too many people, right? Không có nhiều người ở tại đây là những người bơi giỏi. I'm confident. I'm a good swimmer. Okay? So this is what will happen. Anh chị em, nếu mà chúng ta biết chắc mình là người bơi giỏi thì đây là sự dạng dĩ chúng ta có thể có If you were to see somebody drowning, nếu chúng ta thấy có một người đang sắp chết chìm, and you're a confident swimmer, và chúng ta là một người bơi và bơi một cách tự tin, without hesitation, you'll jump in right away. Thì chúng ta sẽ không còn một cái gì để chần chờ, chúng ta nhảy vào trong nước để cứu người đó. But those that aren't confident, nhưng mọi người không có tin nơi cái khả năng bơi của mình, you say, somebody help them. Thì chúng ta sẽ chạy bối rối và chúng ta la lên xin có ai đến để cứu cái người này sắp chết chìm. You'll look for other things like a long stick or a flotation device to try to help them. Chúng ta có thể tìm một cái xào hoặc là một cái phao để chúng ta ném ra để chúng ta cứu cái người đó. And in our spiritual life, trong đời sống thuộc linh, when you see people drowning, khi chúng ta thấy người ta đang chết chìm, and if you're confident in who God has created you to be, và chúng ta có một cái sự tự tin về con người mà Chúa ngài đã dựng nên chúng ta để chúng ta sống, you know the skills, you know the gifts that God has put in your life. Chúng ta biết có những cái tập năng, chúng ta biết có những cái ân tứ mà Chúa ngài đã đặt ở trong đời sống của chúng ta, and you won't hesitate. Thì chúng ta sẽ không chần chờ dù dự. That's who we need to be. Đó phải là con người mà chúng ta cần trở nên. We don't need to be children who keep asking him, "Do you love me?" Chúng ta không cần làm một cái người con Chúa mà tối ngày cứ hỏi Chúa, "Chúa ơi, Chúa có yêu con không? Do you care about me?" Chúa có quan tâm con không? Last night, tối hôm qua, we were driving home. Trên đường tôi lái xe về. And we were like getting right on the freeway right here. Và chúng tôi sắp sửa nhập vào ở trong xa lộ. And I said something to Easton that caught me off guard. Tôi nói một cái câu với cháu Easton và cái điều này đã làm cho tôi rất là bất ngờ. I'm driving, right, and Easton's in the back. Tôi đang lái xe và Easton thì ngồi ở phía sau. But in my car, I have a camera so I can see Easton. Nhưng mà trong xe thì tôi có để một cái camera để tôi có thể nhìn và thấy Easton ở phía sau. And I said, Easton, you know mommy and daddy love you a lot. Thì tôi nói, Easton, con có biết là ba mẹ yêu thương con lắm không? I didn't think he was going to say anything. Tôi không có nghĩ là nó sẽ lên tiếng nói gì đáp lại. And he just said, yes. Thì nó nói một cách rất là tự tin, vâng. I said, what? Tôi ngạc nhiên và tôi hỏi, usually cái nhỏ it's này East, nói cái gì? Usually it's Easton say I love you. Thường đó thì là Easton đáp lại bằng cách là nói rằng I love you, con yêu thương ba mẹ. And usually he'll say it, I love you. Và thường thì cháu nó nói như vậy, I love you. But for me to ask him, do you know? Khi tôi hỏi nó là con có biết rằng that mommy and daddy love you. Ba mẹ yêu thương con không? And he said yes. Thì nó trả lời liền là yes. Every day. Mỗi ngày. I try my best. Tôi đã làm hết sức to tell Easton, I love you. Để nói với Easton rằng ba yêu thương con. I love you. Ba yêu thương con. And I want to build a confidence in him knowing that his father loves him. Tôi muốn tạo ra ở trong cháu một cái sự tự tin và biết chắc rằng ba của nó yêu thương nó. I hug him all the time. Tôi ôm con thường xuyên. I play with him all the time. Tôi chơi đùa với nó thường xuyên. We make jokes all the time.
Chúng tôi cũng có những khi tiếu để mà chọc nhau cười. And Easton knows. Và Easton biết. And another thing that Easton knows. Một điều khác nữa Easton biết. There are two places he knows. Có hai cái chỗ mà nó biết. Home. Ở nhà. And church. Và nhà thờ. He knows these places very well. Nó biết hai cái chỗ này rất rõ. And he knows where he can ride his bike. Và nó biết là nó có thể chạy cái chiếc xe đạp của nó ở đâu. Easton doesn't care. Thì nó không có quan tâm. He's confident. Nó rất là tự tin. Maybe not confident to walk still, but confident to ride his bike. Chưa có tự tin đến độ có thể đi một cách nhanh chóng, nhưng mà rất là tự tin trong việc lái cái chiếc xe của mình. I remember last week I was leading worship. Tôi nhớ tuần rồi khi tôi đang hướng dẫn thờ phượng. And when I'm leading worship, I try to look around the entire room all the time. Trong lúc hướng dẫn thờ phượng thì tôi quan sát và nhìn khắp ở phòng. I don't think Golinda knew how confident Easton was on his bike. Tôi không nghĩ rằng mà Golinda tin và biết rằng Easton rất là tự tin khi nó chạy cái chiếc xe của nó. And she let him ride his bike back there. Và cho nó lái xe ở phía dưới. And she turned around for a little bit. Rồi thì xoay mặt nhìn chỗ khác một chút. And he was all the way right here. Thì cháu đã lên đến gần trên tòa giảng rồi. And his mom ran after him. Mẹ của nó phải đuổi theo nó. And Easton knows. Easton biết. This is where he has grown up half of his life. Đây là cái chỗ mà cháu đã kể như là dành thời giờ lớn lên ở tại đây, nửa của đời của nó ở tại đây. When he's here, he doesn't have stranger danger. Usually he says hello to everybody. Và biết rằng ở đây thì không có người lạ và cũng không có gì nguy hiểm. Cho nên gặp ai cũng chào hết. And he's grown that confidence here at church, and now it's showing outside of church. Và nó đã học và gây dựng cái sự tự tin này ở trong lúc sinh hoạt ở trong hội thánh. Bây giờ thì ra ngoài nó cũng có cái sự tự tin này. Today I took him to two different stores. Hôm nay thì tôi đưa cháu đi hai cửa tiệm khác nhau. I didn't tell him anything. Tôi không nói gì với cháu trước. He just looks at people. Tôi nhìn những người xung quanh. He just says, "Hello." Thì cháu cứ chào người ta từ xa. And they people are confused for a second. Người ta thì hơi bối rối khi nghe và thấy cái cảnh này. And then Easton sees them look at them kind of funny. Thì khi Easton nhìn thấy họ có vẻ là bối rối và lấy làm lạ về việc này. And he says, "Hello." Thì nó lại nhấn mạnh một lần nữa và nó chào, "Hello." And then they come and they talk to him. Rồi người ta đến gần và trò chuyện với cháu. And then Easton knows we're leaving. I said, "Okay, see you later," and to the worker. Và Easton cũng biết là chúng tôi sắp sửa rời cửa tiệm. Cho nên nó cũng chào tạm biệt cái người làm việc ở tại đó. And he says, "Bye-bye." Nó chào bye bye. And he just waves bye. Rồi vẫy tay của mình chào. I think that what I have seen in his life and I've seen also through my life is I'm a very confident communicator. Và tôi có thể nhìn thấy ở trong đời sống của cháu cũng như đời sống của tôi thì có thể nói rằng tôi là một cái người có thể nói là dạn dĩ trong việc mở đầu câu chuyện với những người lân cận. I don't mind talking to people. Tôi không có sợ, không có e ngại trong vấn đề nói chuyện với người lạ. I don't mind meeting new people. Không có gì để lo trong cái việc gặp gỡ người mới. And I'm seeing that translate to my son's life. Và tôi thấy bây giờ nó đã chuyển giao cho đời sống của con trai của tôi. He's very confident. Nó rất là tự tin. He likes to do things his way now. Bây giờ thì muốn làm việc theo ý riêng của mình. And so now that I've given Easton the understanding of yes and no, bây giờ thì tôi đã dạy và giúp cháu để phân biệt được giữa có và không. He says no to me a lot of times now. Thì bây giờ nó nói không với tôi rất là thường, rất là nhiều. Easton, do you want to do this? No. Easton, con có muốn làm cái này không? Trả lời liền no, không. Easton, do you want to eat this? No. Easton, con có muốn ăn cái này không? Trả lời liền không. Easton, do you want steak? Yes. Easton, con có muốn ăn bít tết không? Vâng. Easton, you want corn? Yes. Con có muốn ăn bắp không? Vâng. He knows. Nó biết. And he's confident with his answers. He's confident with who he is.
và rất là tự tin cho cái sự trả lời của mình, bởi vì nó biết nó là ai. And I remember, tôi nhớ that I had a conversation with somebody one day. Tôi có một cái cuộc đàm thoại với một người. And they were talking to me about being introverted and extroverted. Thì họ nói về một cái người sống nội tâm, một người sống hướng ngoại. And I said, well, Pastor Sam, you'll never have a problem being introverted because you're so extroverted. Thì họ đã có một cái lời phê bình cũng như là nhận xét, đó là mục sư Sam chắc là không bao giờ gặp trở ngại trong vấn đề tự tin và tiếp xúc với người mới bởi vì luôn luôn là một cái người hướng ngoại. And I said, but who labeled you as that? Nhưng mà tôi hỏi cái người đó trở lại rằng ai đã dán cho bạn cái nhãn này? They said, I don't know. Thì người này trả lời là tôi cũng không biết. It's not what my heavenly father says about me. Đó không phải là tiếng phán và ý mà Chúa Cha của chúng ta trên trời nói về tôi. You know, things that we label onto ourselves and we claim in our lives, it's not what our heavenly father has said about us. Anh chị em, có những điều ở trong đời sống chúng ta đã tự dán cho mình những cái nhãn, chúng ta đã tự giới hạn mình vào trong những điều mà nó không đúng với điều mà Cha chúng ta trên trời nói về chúng ta. Get to know your father and what he says about you. Hãy gần gũi và biết Chúa càng hơn và biết những điều Chúa Ngài đã phán và tuyên phán về cuộc đời của chúng ta. Have the confidence in understanding and believing that you've been created in his image. Và hãy có một cái lòng tự tin một cách chắc chắn rằng bạn được dựng nên theo ảnh tượng của Đức Chúa Trời. I truly believe that for many Christians and even as I look at people in church, the thing that people lack is the confidence in who Christ has created them to be. Anh chị em, khi tôi quan sát nhiều người ở trong thế giới của chúng ta cũng như luôn cả ở trong hội thánh của chúng ta, có những người thiếu cái sự tự tin này ở trong đời sống của mình vì thiếu cái sự nhận biết Chúa nghĩ gì về chúng ta. That a lot of people don't think that they can do what it is that God has done through my life and his life because they just don't have that confidence. Có nhiều người không nghĩ rằng mình có khả năng để làm những điều như là những điều Chúa Ngài đã làm trong đời sống của tôi hay là của mục sư Khánh. Lý do là bởi vì họ thiếu cái sự tự tin này. But what makes us any different than you? Anh chị em, cái gì làm nên sự khác biệt giữa chúng tôi với các anh chị em đó? We still are human just like you. Chúng tôi vẫn là rất là con người như anh chị em. Have problems in life just like you all. Cũng có những cái khó khăn ở trong đời sống, những thách thức trong đời sống giống như anh chị we em. Have the same heavenly father. Cũng có cùng một cha ở trên trời. We have the same abilities that come from our heavenly father. Chúng ta có cùng những cái khả năng mà Chúa Ngài, Chúa Cha ban cho chúng ta. It's truly accepting the truth from our heavenly father and living it out. Khi chúng ta thật lòng tiếp nhận cái lẽ thật từ nơi Cha của chúng ta trên trời và chúng ta sống và bày tỏ những lẽ thật đó. And we have to begin to accept what it is that our heavenly father is saying about us. Thì chúng ta phải bắt đầu với việc chúng ta tiếp nhận và đón nhận những gì Cha chúng ta trên trời nói về chúng ta. And when we know một khi chúng ta biết who God has called us to be, có người mà Chúa Ngài gọi chúng ta để trở nên, that then unlocks all the giftings and all of the true anointing and the authority in our lives because we have true confidence in our heavenly father. Thì lúc đó chúng ta sẽ thấy rằng sẽ có một sự mở khóa ra cho tất cả những khi khả năng tiềm năng mà Chúa Ngài đã dành ban cho chúng ta từ Cha chúng ta trên trời. I believe that there needs to be a shift in our lives. Tôi tin rằng phải có một cái sự chuyển đổi lớn ở trong đời sống của mỗi chúng ta. Especially in the portion of telling others about our heavenly father. Nhất là cái phần mà chúng ta hãnh diện nói về Cha chúng ta trên trời. I think that the world needs to see confident sons and daughters of our heavenly father. Tôi nghĩ rằng thế nhân đang cần thấy những người con trai, con gái của Đức Chúa Trời rất tự tin về Cha của chúng ta trên trời.
I was talking to someone last night. Tôi có dịp nói chuyện với một người tối hôm qua. And they said that one thing that their client said that stuck out to them. Thì người này nói với tôi rằng có một lời nói của một thân chủ nói phát biểu và nó đánh động ở trong tâm lòng của người này. They said that their confidence and their faith in Christ has been very uplifting and very encouraging to them. Đó là cái lòng tin chắc của đời sống của họ vào trong Đấng Christ. Nó là chính là cái điều đem lại cái sự dứt dấy, đem lại cái sự nâng đỡ và động viên trong đời sống của họ. There are many people out there. Có rất là nhiều người ngoài kia. Who are trying to see if being a Christian is really worth it and real. Họ đang cân nhắc xem cái việc trở nên một Cơ Đốc nhân có đáng và nó có phải là một cái điều rất thật không? Are you going to be confident? Anh chị em có tự tin? Do you know who you are? Anh em có biết được mình là ai trong Chúa không? Do you know what it is that your Father says about you? Anh chị em có biết những điều mà Cha của chúng ta trên trời nói về chúng ta không? We shouldn't let a day go by. Chúng ta đừng để cho một ngày nào trôi qua without expressing that confidence and faith that we have in our Heavenly Father. Mà không bày tỏ ra cái sự tin chắc, vững tin của chúng ta về Cha chúng ta trên trời. What we need to do, điều mà chúng ta cần làm is begin to pray, đó là bắt đầu cầu nguyện and begin to accept who our Heavenly Father has created us to be. Và hết lòng tin và nhận những gì mà Cha của chúng ta trên trời đã dựng nên chúng ta để chúng ta trở nên. When we accept these things, và khi chúng ta tiếp nhận những điều này, and when we have the understanding of what it is that He is saying to us, và chúng ta hiểu được những điều mà Chúa Ngài phán bảo về chúng ta, you'll begin to walk in boldness, thì chúng ta bắt đầu sẽ bước đi một cách dạn dĩ. You'll begin to speak to those mountains, thì chúng ta sẽ bắt đầu nói với những núi đồi ngăn trở, and tell them to move, và truyền lệnh cho nó phải dời khỏi. Bởi vì chúng ta có một lòng tin chắc nơi Cha của chúng ta trên trời. I think that for us that is one of the keys that we need to unlock in our lives, especially during this time of revival. Anh chị em, tôi tin rằng đây là một trong những cái chìa khóa mà chúng ta cần phải mở ra ở trong cuộc đời của chúng ta, nhất là ở trong cái thời điểm này của sự phục hưng. That we are made in the image of God. Đó là chúng ta được dựng nên theo ảnh tượng của Đức Chúa Trời. And the devil is trying his hardest to make us distorted and not look like Christ anymore. Anh chị em, kẻ thù đã tìm đủ mọi cách để làm cho chúng ta bị biến dạng, không giống như con người mà Chúa đã dựng nên chúng ta. And all that you do, và tất cả những gì nó làm, be like Christ. Và chúng ta cần phải làm đó là chúng ta phải trở nên giống như Đấng Christ. And as you speak, và trong lúc chúng ta ăn nói, speak like Christ. Hãy nói một cách tự tin như Đấng Christ. And as you live, và khi chúng ta sống, live like Christ did. Hãy sống như Đấng Christ đã sống. That's how you'll know who you are. Đó là cái cách để chúng ta biết mình một cách rõ hơn. That's how you have this confidence. Đó là cách để chúng ta có thể có được cái sự tự tin này. That's how you'll be able to save those that are drowning. Đó là chúng ta có thể nói với những người đang sắp chết chìm. That when you see someone spiritually drowning, you'd be the first to jump and save them. Đó là một khi chúng ta thấy một người sắp chết chìm thì chúng ta sẽ là người đầu tiên sẽ nhảy vào trong dòng nước để chúng ta cứu họ. You won't wait and call a pastor to come and visit that person, but you will go and do it. Chúng ta sẽ không gọi đi tìm mục sư của mình để chờ mục sư đi thăm cái người đó, nhưng mà chính chúng ta sẽ hành động và chúng ta giúp đỡ cho người đó ngay tức khắc. People that need prayer for healing, you won't wait until Sunday for them to see us, but you'll pray for them then and there. Anh chị em, khi chúng ta gặp gỡ một cái người nào đó, anh chị em gặp một người nào đó cần được sự chữa lành, thì anh chị em không chờ cho đến ngày Chủ nhật để dắt họ đến gặp chúng tôi, nhưng mà chính anh chị em sẽ lập tức cầu nguyện cho họ tại chỗ. And deliverance. Giải cứu. Many of you think, no, there's no way I could do that. Thì nhiều người sẽ nói rằng, ồ, không cách nào để tôi có thể thực hiện sự giải cứu. But you can. Nhưng anh chị em có thể giải cứu người khác. The same living, breathing, powerful God lives inside of you just like me. Cùng một Đức Chúa Trời hằng sống, sống động, đầy quyền năng
sống ở trong mỗi anh chị em như Ngài sống ở trong tôi. Walk in confidence. Hãy bước đi một cách dạn dị. Walk in boldness. Hãy bước đi một cách tin chắc. Speak with boldness. Hãy nói một cách tự tin. Live life with the understanding. Sống một cái sự sống với sự nhận biết. That He has the best plan for your life. Đó là Chúa có một cái chương trình tốt nhất cho đời sống của mỗi chúng ta. That He loves you. Là Ngài yêu thương anh chị em. All of these things are key components in your life for you to be a confident son and daughter of Christ. Tất cả những điều mà chúng ta nói đến hôm nay chính là những cái thành phần rất là quan trọng, những cái yếu tố rất là quan trọng để chúng ta có thể bước đi một cách tự tin ở trong Đấng Christ. The last thing I want to share with you. Điều cuối cùng tôi muốn chia sẻ với anh chị em. This is why it is important. Đây là lý do tại sao rất là quan trọng. To have a relationship with the Holy Spirit. Chúng ta có một mối liên hệ với Đức Thánh Linh. Because the Holy Spirit. Bởi vì Đức Thánh Linh will remind you of this every day. Sẽ nhắc nhở chúng ta những lẽ thật này mỗi ngày. The Holy Spirit will lead you to the truth. Đức Thánh Linh sẽ dẫn chúng ta vào mọi lẽ thật. And the truth is always towards Christ. Và những lẽ thật mà Ngài bày tỏ đó luôn luôn là dắt chúng ta đến gần Đấng Christ. And the Holy Spirit will remind you that you can do these things. Và Đức Thánh Linh sẽ nhắc nhở chúng ta rằng chúng ta có thể làm được những điều này. You are empowered. Chúng ta được Chúa Ngài mặc lấy quyền phép. So have the confidence. Để có một cái sự tự tin. And call on Him. Để chúng ta có thể kêu cầu Chúa. That's the kind of Father He is. Ngài là người cha như vậy đó. We don't have to make a sacrifice. Chúng ta không cần phải làm một cái của lễ dân hy sinh nữa. We don't have to wait for somebody to go before us. Chúng ta cũng không cần có ai đi trước chúng ta làm gạch nối cho chúng ta với Đức Chúa Trời. You don't have to light candles or incense. Chúng ta không cần phải đốt nến, đốt nhang. Leave some fruit in a bowl. Hay là để một cái dĩa trái cây ở trong cái dĩa. Just speak to Him. Và chúng ta có thể trò chuyện với Đức Chúa Trời. That's the kind of love that He has for us, is this relationship that He wants with you daily. Đó là cái tình yêu mà Chúa dành cho mỗi chúng ta. Và Ngài đang đeo đuổi một mối liên hệ mật thiết với chúng ta mỗi ngày. This confidence, cái sự tự tin này, in knowing who you are, biết mình là ai, that's the freedom. Đó là sự tự do mà chúng ta có thể có được. Those that are bound by things of this world, những người mà bị trói buộc bởi những thứ của trần gian này, they lack that confidence. Họ thiếu cái sự tự tin này, especially in the portion in which they are bound. Nhất là ở trong cái lĩnh vực mà họ bị trói buộc đó. I think that for me, as I looked at this message and as I look at my life, đối với cá nhân của tôi, khi tôi suy gẫm về điều mà chúng ta học ngày hôm nay, cũng như thấy ở trong cuộc đời của tôi, I think some people might say, well, Pastor Sam, you're called to this. Tôi nghĩ rằng có người sẽ nói rằng Mục sư Sam, bởi vì Mục sư được kêu gọi cho công việc này. Called to what? Kêu gọi cho việc gì? Being a pastor? Để làm một mục sư. Or spreading the gospel? Là rao giảng tin lành của Chúa. Spending time with people? Dành thời giờ với những con người. Loving on them? Để yêu thương họ. I think that's something we're all called to do. Tôi tin rằng tất cả những điều đó thì tất cả chúng ta đều được gọi để làm những việc này. Laying hands on people when they're sick. Đặt tay trên những người đau ốm. Having spiritual gifts. Có được ân tứ thánh linh. I didn't see anywhere in the Bible where it said my name specifically. Tôi không thấy có chỗ nào ở trong Kinh Thánh thì dành riêng và có tên của tôi trong những điều đó. But I accepted all of it. Nhưng mà tôi tiếp nhận tất cả. And I live it out in confidence. Và tôi sống và bày tỏ như đó một cách hết sức là tự tin. Because that's the freedom that I want. Bởi vì đó là cái sự tự do mà tôi mong muốn. That's the truth I decide to accept. Và đó là cái lẽ thật của Chúa mà tôi quyết định để tiếp nhận. And I hope that for you all. Và tôi cũng hy vọng điều này cho hết thảy anh chị em. That you won't allow the enemy to try to hold you down because you know the truth. Đó là anh chị em không để cho kẻ thù tìm cách để kìm giữ chúng ta, để chúng ta không thể biết và sống bởi những lẽ thật này. And when the enemy tries to do something to you, you can rebuke the enemy. Khi kẻ thù tìm đủ một cách để kìm hãm chúng ta,
chúng ta có quyền đứng lên để chúng ta quở trách nó. That when the enemy tries to take something that is not his. Và nếu kẻ thù của chúng ta nó muốn cướp đi của chúng ta những điều không thuộc về nó, that you would have the authority in Christ to take it back. Thì anh chị em có thẩm quyền ở trong Chúa để chúng ta giành lại những điều đó. That's the authority that we have because of our Heavenly Father. Đó là thẩm quyền mà chúng ta có khi chúng ta có mối liên hệ với Chúa. That's the confidence that you have to walk in. Đó là một cái sự tự tin mà chúng ta cần phải bước đi như vậy. There needs to be many people. Có nhiều người. Like Paul telling a Timothy. Giống như Phaolô nói với Timôthê tại đây. Like you telling your neighbor. Và anh chị em sẽ nói với những người lân cận láng giềng của mình. Or you telling a client, or you telling an employee. Chúng ta nói với một khách hàng của mình, nói với những người cùng sở làm với mình. Or a classmate or a friend. Hay là những người cùng trường, cùng lớp với mình, hay là bạn bè của mình. Or a family member. Hay là những người thân ở trong gia đình. That they can have this life too. Đó là họ cũng có thể có một cuộc sống như vậy. That they can have this freedom too. Họ cũng có thể có được cái sự tự do này. Let's stand to our feet. Xin ta cùng đứng lên. Heavenly Father, I thank you for the confidence and the boldness and the authority that you have given to all of us. Chúa, chúng con cảm ơn Chúa vì sự tự tin, vì sự dạn dĩ mà Chúa Ngài ban cho tất cả chúng con. Right now, ngay lúc này, I ask that you all put your hands on your head. Tôi kêu gọi anh chị em đặt tay của mình trên đầu của mình. In the name of Jesus. Trong danh Chúa Giêsu. Remove all of the doubt. Chúa Ngài cất đi tất cả những nghi ngờ. And instill the truth. Và lại Chúa xin làm vững chắc những lẽ thật. Put your hand on your heart. Bây giờ anh chị em đặt tay trên ngực của mình, trên trái tim của mình. Instill the confidence and the boldness. Cho sự tin chắc, tự tin và cho sự dạn dĩ. That comes from you. Đến từ Chúa. Remove. Là Chúa xin cất khỏi any fear. Bất cứ điều gì làm sợ hãi. That's not supposed to be there. Mà nó không xứng đáng và đáng lý không có mặt. Increase my faith and my love for you. Lạy Chúa xin gia tăng đức tin và tình yêu thương, tình yêu của chúng con dành cho Ngài. And help me, Lord. Lạy Chúa xin giúp đỡ con. To be a light in this dark world. Để làm một ánh sáng ở giữa thế giới tối tăm này. To be a light to my family. Làm ánh sáng cho những người thân thương trong gia đình. To be a light in this church. Làm ánh sáng ở trong hội thánh này. We give you all the glory, Lord. Lạy Chúa chúng con dâng cho Chúa tất cả sự vinh hiển. Lead us every day. Lạy Chúa xin dẫn dắt chúng con mỗi ngày. Keep us in your presence. Xin giúp đỡ chúng con luôn ở trong sự hiện diện của Chúa. We thank you, Lord. Cảm ơn Chúa. That we can call you Father. Vì chúng con được đặc ân để gọi Ngài là cha của chúng and con. That you call us your children. Và Ngài gọi chúng con là con cái của Ngài. Thank you for that love. Cảm ơn Chúa cho tình yêu đó. That we can't get anywhere else. Là điều mà chúng con không thể tìm được ở bất cứ nơi nào. Thank you for the inheritance. Cảm ơn Chúa cho phần gia tài mà chúng con có. And thank you for your spirit. Cảm ơn Chúa cho Thánh Linh của Ngài. We love you, Lord. Là Chúa chúng con yêu mến Ngài. And we praise you. Con ngợi khen Ngài. In Jesus' name. Trong danh Đức Chúa Giêsu con cầu nguyện. Amen. 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 Church, be blessed. Hội thánh hãy được phước. Go and be a blessing to people. Hãy đi ra và làm nguồn phước cho những người lân cận chúng ta. Stay in his presence. Hãy tiếp tục ở trong sự hiện diện của Chúa. Draw near to him. Đến gần Chúa càng hơn. And be ready for what he's going to do tomorrow. Và sẵn sàng để đón nhận những điều Chúa Ngài sẽ làm cho chúng ta trong ngày mai. Amen. 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 Amen.